Bước vào mùa khô, nhà vườn Tây Nguyên cần cung cấp các dưỡng chất cần thiết nào cho cây cà phê để cây đủ sức chống chịu và phát triển bắt đầu cho niên vụ mới 2022-2023 thuận lợi và hiệu quả. Những nội dung này sẽ được Tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam tư vấn và phân tích cụ thể trong chương trình Canh tác Thông minh ngày 18 tháng 12 năm 2022. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.